Thì về cái buổi workshop của Critical Thinking ngày hôm nay thì em thích nhất đó là cách mà cô đã đưa ra cái tình huống và mọi người đều sôi nổi tham gia để mà giải quyết cái tình huống đó. Và cái khoảnh khắc mà em thích nhất đó là cái lúc cô đưa ra cái đáp án chính thức cho cái tình huống á, cái hướng giải quyết mà tụi em cần. Thì lúc đó là tụi em vượt tòa là hóa ra là nó lại có những cái hướng logic như thế, và cái tư duy mà tụi em cần nó những cái tình huống mà tụi em đã được đặt ra như thế. Tiếp theo là về The Art of Communication của thầy Warren, thì đó thực sự là một cái chủ đề mà em rất hào hứng. Và chapter nữa thì còn có một cái chủ đề là của cách mạng công nghiệp 4.0, thì em thấy đó là một cái chủ đề rất hot và rất hữu ích đối với em. Thì em thấy là group mình thì tiếp tục nên đi theo cái hướng đó, cập nhật, update những cái sự kiện, những cái kỹ năng mà tụi em thấy rất cần hiện nay. Thì em thấy như vậy là đủ rồi. Còn những cái mà muốn bổ sung thêm thì em có thể là tham gia nhiều thì em sẽ đóng góp thêm ạ. Còn hiện tại thì em thấy như thế rất tốt rồi.